Trong nguyên kính chào lại tất cả quý chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn và nhân dịp đầu năm à, cho nguyên chúc Tết vì các quý vị cũng biết là chúng ta chúc Tết thì chúng ta mới có lì xì à nhân dịp đầu năm cho nguyên chúc cho tất cả cô chú anh chị em mọi sự việc đều thuận lợi mọi sự việc đến cho các quý vị và gia đình các quý vị mọi sự việc tốt đẹp nhất có những cái niềm vui ở trong một cái buổi Tết đón xuân, những hạnh phúc tràn đầy và sau Tết những sự may mắn bất ngờ sẽ đến dành cho riêng biệt cô chú và anh chị em và các cái vậy cứ say đi khi cuộc đời nó cho phép. Thì các cô chú anh chị em cũng biết đó là bây giờ thì người ta ai gia đình ai cũng bắt đầu là nhộn nhịp rồi. Trên bàn thì đầy đồ ăn hết. À, bánh trưng, bánh tét, xôi à, giò, xôi này, xôi kia vân vân và vân vân. À, nhà trang trí rực rỡ mai đào hoa không khí tân bừng máy mát thì đã là bà bắt đầu là cụm ly vô 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 rồi không khí nhộn nhịp và chuẩn bị đón giao thừa và Nguyên nghĩ là dài tiếng nữa thì Tết Việt Nam chúng ta sẽ bước vào Đặc biệt là Tết hôm nay này hình như là Tết con mèo đúng không? Con mèo Khi Việt Nam chúng ta đang tưng bừng với cái mùa Tết Thì cái cuộc chiến sự ở tại Ukraine vẫn tiếp tục tiếp diễn với những cái bối cảnh khá là phức tạp. Đặc biệt là hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo khá dài. Các vị cũng biết là Nga họ đang chuẩn bị tăng cường binh sĩ. Họ muốn tổ chức ra một cái lực lượng quân đội đến một triệu gửi người. Một triệu gửi nhân lực. Và họ sẽ chiêu mộ khoảng tầm 500 ngàn nữa. Và họ sẽ kéo dài cái vấn đề mà kêu là ép người dân đi lính tình hình của đất nước Nga đang chuẩn bị qua những cái cái sự việc càng ngày càng rõ nét. Đó là cách đây không lâu ngày hôm qua chúng ta đã thấy được những cái thành phố lớn của Nga. Lực lượng phòng không của Nga đã đem những cái S-400 họ đặt khắp nơi trên những tòa nhà cao ở à tốc ở những thủ đô lớn, trong đó có Moscow, Saistobur và nhiều thủ đô khác. Và cái thông điệp mà Nga muốn gửi cho người dân Nga biết rằng là họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh Đất nước của họ đang ở trong một cái giai đoạn nguy hiểm Và họ đang thúc đẩy cái nền kinh tế và người dân của họ chuẩn bị cho một cuộc chiến Đặc biệt là cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh giữa Nga và với NATO Chứ không phải là giữa Nga và Ukraine nữa Cái điều mà Nga đang làm cho người dân Nga phải lo sợ Thì các quý vị cũng suy nghĩ đi, cuộc sống đang bình thường Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, Người ta đem cái hệ thống phòng không Người ta gắn lên trên cái tòa nhà của mình Mình có lo không? Tất nhiên là mình lo rồi Vì mình không biết là có thực tế là trong những ngày kế tiếp Bơm đạn có gớt vào trong thành phố của mình hay không Và thực tế thì chẳng có ai bắn Nga cả Cái mục đích mà Nga làm cái này Là để đe dọa tinh thần của người dân Nga Và để nói rằng là họ đang bị tấn công Và cái hành vi ép người dân đi nhập ngũ Đó là hợp pháp và người dân phải nhịn buộc, nhịn ăn, nhịn đói để cung cấp tiền bạc cho quốc phòng. Bởi vì đất nước chúng ta đang bị đe dọa. Và cái chiêu này là cái chiêu tâm lý để ép người dân của Nga phải hy sinh thêm nữa để cho cái mục đích độc tài của ông Putin. Thì phía bên Nga họ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ đã mua vũ khí đến từ những quốc gia khác, thí dụ giống như là Iran bắc triều tiên hay là nhiều quốc gia đồng minh của họ và họ đang củng cố cái sườn cuộc chiến tranh kéo dài thêm nhiều tháng hay là nhiều năm thì gần đây nhất thì phía bên nga họ nói như thế này nếu ukraine không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh thì tốt nhất hãy chấp nhận những điều kiện của họ cuộc chiến tranh hãy kết thúc ngay lập tức điều kiện của nga nó khá là đơn giản là bốn khu vực ly khai Điều thuộc về của Nga. Ukraine không xác nhập vào liên minh NATO và Ukraine không được quyền sở hữu vũ khí hàng nặng. Thì các quý vị nghĩ coi một cái quốc gia mà không có đồng minh, không có vũ khí hàng nặng thì lấy cái gì bảo vệ được khi lúc đó mình đã, nếu mà mình nhường bốn khu vực mới vừa ly khai trong đó trong nguyên nhắc lại Kherson, Saparizha, Donetsk và Lufthansa tất nhiên cái sự đề nghị của nga nó là một cái hành động cướp đất cướp nhà cướp cửa của người ta và ukraine họ không bao giờ nhượng bộ vậy bên ukraine cái thông điệp nào nó chúng ta biết là cuộc ukraine đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh kéo dài các vị cũng biết là cái buổi họp vừa qua ở tại căn cứ quân sự của nước đức à Hamstans, một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở tại nước Đức và đã có sự hiện diện hơn 50 quốc gia được mời để mà bàn vấn đề của Uy Khanh, đặc biệt là cái vấn đề gói trợ cấp. Thì trong cái buổi họp vừa qua thì nó có những cái lợi cho Uy Khanh và có những cái mà Uy Khanh không đạt được. Đặc biệt là vấn đề của Satan Thì các vị cũng biết sau cái sự thỏa thuận và đàm phán nguyên một ngày trời của ngày hôm qua thì cái Cuối cùng, Mỹ cũng không cung cấp xe tăng và Đức cũng không cung cấp xe tăng. Nên cái vấn đề mà đàm phán về xe tăng nó đang bị chậm trễ. Nước Đức thì họ sẽ hỗ trợ xe tăng nhưng không phải là bây giờ. Không phải bây giờ, họ sẽ hổ sau này chứ không phải là bây giờ các vị. Nên là cái buổi họp vừa qua nó đem lại có vài lợi nhuận cho nhiều quốc gia đã lên tiếng để hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng ngược lại về vấn đề xe tăng đã bế tắc. Khi lúc đó chính miệng tổng thống joe biden đã từng cam kết là những nhu cầu của ukraine sẽ hoàn toàn đạt được hết những nhu cầu của ukraine hoàn toàn đạt được hết và tiếc thay là những cái gì tổng thống joe biden nói nhưng mà ở trên mặt thực tế về vấn đề xe tăng mỹ vẫn còn do dự mỹ vẫn còn do dự và mỹ không cung cấp xe tăng cho ukraine đây là một cái điều đáng tiếc khi lúc đó Tổng thống Zelensky đã kêu gọi hai loại vũ khí quan trọng nhất trong cái giai đoạn này, xe tăng và quả tiễn tầm xa. Vì Tổng thống Zelensky, ông ta không muốn cuộc chiến tranh nó bị đóng băng vào mùa đông. Ông ta không muốn để cho Nga có thể dưỡng binh, dưỡng sức và để tiếp tục cuộc chiến vào mùa xuân. Ông ta muốn Ukraine đạt được những thành tựu và đánh lùi kẻ địch, tạo những thành quả vào trong màu đông nhưng đáng tiếc thay, cái suy nghĩ của của Tổng thống Zelensky đã không được sự đồng thuận của nhiều người. Đặc biệt là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, do ông Lloyd Austin đã có phát biểu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã phát biểu như thế này. Theo ông ta nghĩ rằng Ukraine hãy nên chậm lại và củng cố lực lượng sức mạnh của mình và hãy chờ mùa xuân hãy phản công. Thứ nhất, là bởi vì cái mùa đông khí hậu khắc nghiệt rất là khó đánh thứ hai là vũ khí chuyện trợ chưa đến đầy đủ vũ khí của hoa kỳ vũ khí của pháp vũ khí của anh quốc vũ khí của đức chưa đến đầy đủ và tốt nhất là ukraine hãy đợi qua mùa đông hãy tấn công vào mùa xuân đây là lời phát biểu của ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Nhưng mà thực tế thì Nguyên không có cùng quan điểm đó. Thực tế đối với Nguyên á Mùa đông cho binh sĩ Ukraine là một cơ hội chiến thắng Và mùa đông Ukraine còn đúng ra phải đánh mạnh hơn nữa Nhưng họ không có vũ khí Cái đó là cái đáng tiếc Cái đường lối của Hoa Kỳ á, Là muốn kéo dài thời gian qua mùa đông Để cho cảm nhận được hai bên tìm một biện pháp hòa bình Đàm phán nhưng thực tế, Nguyên đã nhìn thấy rõ được cái đường đi tránh trị của Nga Nga không bao giờ muốn đàm phán khi Nga không đạt được những cái gì mà Nga mong đợi. Nên là bây giờ muốn kéo dài thời gian vì chúng ta đều biết cuộc chiến tranh vào mùa đông nó sẽ chậm hơn. Nó sẽ tổn thất không nặng nề của hai bên. Thì muốn kéo dài mùa đông để tìm một biện pháp hòa bình. Nguyên không tin điều đó. Và Hoa Kỳ đã chậm trễ gỡ vũ khí cho Ukraine để phản công mùa đông. Đó là nguyên nghĩa là một cái chiến lược thất bại. Vì tại sao Nguyên nói là mùa đông là một cái cơ hội lớn cho Ukraine? Vì các quý vị phải hình dung rằng là đất nước, lực lượng quân đội của Nga, nó có ba lực lượng chính. Lực lượng Wagner, lực lượng Chechny và một cái lực lượng nữa đó là lực lượng thông thường của lực lượng Nga. Lực lượng Wagner là lực lượng lính đánh thuê, phần lớn là ở châu Phi. Phần lớn lực lượng Wagner là phần lớn là người da đen rất là nhiều lính đánh thuê khắp nơi trên thế giới cái khí hậu khắc nghiệt họ không có quen đó là một việc quân đội chức cũng không có quen tác chiến vào mùa đông không có kinh nghiệm tác chiến vào mùa đông nhiều chỉ có lực lượng của nga truyền thống à, nguyên trung nguyên mạng pháp là chính thống đó à, thì họ có kinh nghiệm tác chiến vào mùa đông thì chúng ta thấy được là mùa đông lực lượng của nga đã suy yếu bởi vì có nhiều có nhiều binh chủng đã không quen với khí hậu thứ hai thứ hai đó là cái sự đoàn kết của nga đang bị chia rẽ tình hình gần đây thì các quý vị thấy rõ được là tướng lãnh Wagner đã chỉ trích bộ trưởng bộ quốc phòng thứ ba là sĩ khí quân đội của nga đang tuột dốc khi không đạt được những cuộc chiến thắng thứ tư là thời gian đã kéo quá dài và cái giai đoạn này nga đang tuột dốc Ukraine phải thừa thắng sông lên. Nhưng cái tiếc thay là Ukraine họ không có đủ súng đạn, đạn dược, họ phải lệ thuộc hoàn toàn với cái nền cung cấp đến từ phương Tây. Nên là bây giờ nếu họ muốn phản công, họ không có vũ khí, họ phản công cũng không được. Và bây giờ thì cái gói trợ cấp của nhiều quốc gia trên thế giới thì đến rất là chậm, đến rất là chậm vì họ đều muốn dự, muốn trợ giúp sau tháng 3 đầu tháng 4 thì tất cả vũ khí mới đến. Nên cái điều này nó làm dẫn đến cái sự việc mà Ukraine họ bắt buộc phải giảm chân tại chỗ. Mà khi họ giảm chân tại chỗ thì họ sẽ hứng chịu không ngừng loại quả tiễn tầm xa. Nhưng đây là cái chiến lược của Hoa Kỳ. Đối với Hoa Kỳ là để 3 tháng để cho hai bên hiểu rõ được là cuộc chiến tranh này chẳng có lợi cho ai cả và tìm một biện pháp hòa bình. Nhưng mà đối với Nguyên để thêm 3 tháng hay 6 tháng nó không có kết quả gì cả. Đó là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ. Gần đây thì có một lời phát biểu của Tham mưu trưởng đó là tướng McLeary. Thì Tham mưu trưởng của Hoa Kỳ ông ta có phát biểu sau đây. Ông ta đánh giá rằng là cái tình hình chiến sự của Ukraine và Nga nó đã trải qua một thời gian khá dài, sắp sửa một năm rồi và hai bên đều tổn thất nặng nề đặc biệt là nga và ukraine đều tổn thất nặng nề cả và ông ta đánh giá rằng là ukraine sẽ rất là khó khăn để đánh lùi nga ra khỏi lãnh thổ của mình vào năm 2023 có nghĩa là ông ta không có phủ nhận là ukraine sẽ thắng một cái trận nào đó thí dụ là kẹt Sakhaia hay là Donetsk, nhưng mà đánh lùi nga ra khỏi lãnh thổ trong đó có gồm luôn cái đảo Crimea sẽ rất là khó. Vì ông ta đánh giá rằng là nga đang bổ sung lực lượng và nga đang mua vũ khí của Bắc Triều Tiên, mà Hoa Kỳ đã có bằng chứng cụ thể. Thì theo tướng MacLean rằng là Ukraine khó thể nào kết thúc cuộc chiến tranh này năm 2023 trừ khi giữa Ukraine và nga có cuộc đàm phán hòa bình. Thì nếu chúng ta nghe lời của tướng Mắc nói Thì là cuộc chiến tranh này nó còn kéo dài hơn nữa Cuộc chiến tranh này nó còn kéo dài hơn năm 2023 nữa Làm ơn đi cho con xin đi Con sợ cuộc chiến tranh này quá rồi Cuộc chiến tranh này nó mà còn kéo dài nữa Là con đi chợ là con sẽ bị hơi nhức đầu đó Cái cuộc chiến tranh này nó làm cho lạm phát nó tăng cao khắp nơi trên thế giới Mà cuộc chiến tranh này nó còn tiếp diễn thì cái nền kinh tế cái toàn cầu nó còn suy yếu nữa. Và các vị cũng biết là nguyên có chia sẻ với các quý vị á, là nhiều nhà tiên tri đó là tháng 8 là cuộc chiến tranh này nó kết thúc. Nhưng mà theo tướng mặc Lenin á mà đánh kiểu này đó là tới cuối năm 2023 vẫn chưa xong. Nên là cuộc chiến tranh này chúng ta thấy rõ được đó là càng ngày theo chúng ta nghe những lời gì của Hoa Kỳ nói tạm thời bây giờ là cuộc chiến tranh này nó khó chấm dứt thực tế cuộc chiến tranh này nó dễ chấm dứt Nó chỉ cần có một lời nói Chỉ có một người duy nhất là đủ kết thúc của chiến tranh này Chỉ cần lời nói của một người duy nhất thôi cô chú anh chị em Chính là Putin Nhưng khổ là Putin bây giờ là ông ta đã bước vào một cuộc chiến tranh Và ông ta chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh dài Và ông ta chuẩn bị hy sinh nền kinh tế của đất nước của ông ta Đất nước của Nga bây giờ là kinh tế chiến tranh khi các quý vị nghe người ta nói là kinh tế chiến tranh có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả tiền bạc của cải của người dân từ cá nhân đến chính phủ đều cung đắp cho quân sự hết. Tất cả đều chạy đua theo vũ trang hết và đất nước chạy đua theo cái nền kinh tế chiến tranh. Nên là Putin đã chuẩn bị hy sinh sinh mạng, tiền bạc của cải của người dân để cho thực thi cái ước ao của đất nước. Đất nước nghe lý tưởng trong đầu của ông À, cô chú và anh chị em, thì chúng ta thấy rõ được là Putin ngày hôm nay đã đưa ra chúng ta biết cái thông điệp là ông ta sẵn sàng kéo dài cuộc chiến và không bao giờ muốn đàm phán. thì đây là cái lời phát biểu của phía bên Hoa Kỳ ngày hôm nay phát biểu Hoa Kỳ nhiều lắm nha, nguyên đã đưa chia sẻ trai tổng thống Joe Biden rồi phải không, lôi Austin rồi, rồi tướng McLean, bây giờ chúng nguyên chia sẻ cái lời phát biểu thêm một người nữa là ông John Kerry John Kirby là cố vấn cố vấn an ninh của Hoa Kỳ. Thì ông John Kirby ông ta mới có những lời phát biểu sau đây. Thứ nhất là ông ta lên án những cái hành động tàn bạo của Nga trong thời gian gần đây đã tấn công vào thành phố Nipro. Thứ hai là ông ta lên án cái lực lượng Wagner là cái lực lượng lính đánh thuê của Nga. Và Hoa Kỳ đã chính thức thừa nhận lực lượng Wagner là cái lực lượng tội ác tội ác khủng bố quốc tế. Và đây, Hoa Kỳ sẽ có những lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn trong cái lực lượng Wagner này. Hoa Kỳ còn nêu lên là lực lượng Wagner của khoảng 50.000 binh sĩ Wagner đã có sự hiện diện ở tại Ukraine. Hoa Kỳ sẽ có những hành động mạnh mẽ trừng phạt lực lượng Wagner. Theo lời nói của ông John Kirby, ông ta còn khẳng định, khẳng định rằng khẳng định rằng là 90% binh sĩ Wagner đều là những kẻ tội ác hết. Họ là những kẻ tội ác ở trong xã hội và họ được nhập ngũ trong quân đội. Và cái đạo đức nhân phẩm của họ trong quân đội không có. Và cái hành vi của họ trên chiến trường đều là những hành vi khủng bố và tội ác chiến tranh họ đang. Nên là Mỹ trong những ngày kế tiếp sẽ đưa ra một cái chiến lược nhắm vào lực lượng Wagner để mà trừng phạt. Các cô chú anh xem suy nghĩ kìa. Riêng biệt về lực lượng quốc N0, 50.000 từ đầu cuộc chiến tới giờ, cộng thêm lực lượng Chechnya tầm khoảng đó Khi lúc đó, trước khi cuộc chiến tranh, Nga đã tập trận 150.000 binh sĩ Có nghĩa là trong những ngày đầu cuộc chiến đến giờ, Nga đã điều động gần 300.000 binh sĩ trong cuộc chiến và Nga mới bổ sung gần cả chắc 300.000 binh sĩ này nữa. Sự mất mát của ngày hôm nay đến 120.000 binh sĩ của Nga đã chết trên chiến trường. Khủng khiếp thật, một cuộc chiến tranh kéo dài. Đó là những bản tin liên quan những lời phát biểu của Hoa Kỳ ngày hôm nay, nó nói chúng ta biết là tình hình chiến sự đã có sự thay đổi và cuộc chiến tranh chuẩn bị cho cuộc chiến tranh kéo dài. Nguyên biết là các quý vị bận việc Tết, ai có ai nghe thời sự đó? nguyên định, nguyên định là không có làm chương trình ngày hôm nay rồi đó nhưng mà thôi cũng là cái thói quen rồi chia sẻ với các người bản tin nguyên biết là tết là ai cũng bận với những cái buổi tiệc của gia đình chuẩn bị đón giao thừa nhưng mà nguyên thấy các vị vô cũng được mấy ngàn người nguyên cũng thấy vui rồi Thế các vị cũng dành thời gian chích ga để mà nghe những bản tin sôi động liên quan đến chiến sự của ukraine và bây giờ chúng uy cập nhật cái sự kiện để cho các quý vị thấy rõ được là nga chuẩn bị phải đối đầu với những lệnh trừng phạt mới Liên minh NATO và châu Âu và nhiều quốc gia khác trên thế giới Họ muốn chuẩn bị đưa ra cái lệnh trừng phạt vào ngày 24 tây tháng 2 Để đánh dấu một năm Nga xâm lược vào Ukraine Thì các quý vị cũng biết năm ngoái ngày 24 tây tháng 2 Nga đã tấn công vào Ukraine Thì sắp sửa tới đây họ đang họp Họ đang đưa ra G7 liên minh châu Âu, liên minh NATO, tổ chức này, tổ chức kia Họ bắt đầu hợp với nhau để mà đưa ra cái gối lệnh trừng phạt mới Ngay sang cái ngày 24 tháng 2 năm 2023 Để đánh dấu một năm xâm lược của Nga Cái điều này nó nói chúng ta biết cái gì? Nó nói chúng ta biết là Tiếp tục, tiếp tục người ta không có ngừng trừng phạt Nga Cuộc chiến tranh này càng kéo dài chừng nào thì Nga sẽ hứng chịu cái lệnh trừng phạt kinh tế càng nặng chừng nấy. Và Putin đều biết điều đó Nhưng cái Putin là ông bất chấp vì ông không bao giờ chết đói cả Putin sẽ không bao giờ nghèo vì Putin là người giàu nhất trên trái đất này Ông ta không thiếu cái gì cả Đối với ông ta ai chết Chứ ông ta sẽ không chết Nên là Putin sẽ hứng chịu những lệnh trừng phạt nặng nề hơn nữa Đó là chắc và đặc biệt là ngày 24 tây tháng 2 sắp tới thì các quý vị sẽ nghe được cái lệnh trừng phạt tổng quát như thế nào. Ngoài cái lệnh trừng phạt của nhiều khối khác nhau Thì tại Hoa Kỳ Bắt đầu họ đang đưa ra và bàn cãi tiếp tục về vấn đề là Tịch thu tài sản của Nga để gỡ cho Ukraine Vì các quý vị cũng biết là không có cái gối trợ cấp giúp đỡ nào mãi mãi cả Chúng ta đều biết Hoa Kỳ rất là phóng thoáng Rất là chịu chơi Cho Ukraine rất là nhiều tiền vừa qua ký bốn mươi mấy tỷ thí dụ như vậy nhưng nó cũng có cái giai đoạn nào đó thôi nên là muốn cung cấp mà giúp đỡ Ukraine không có cái gì tốt hơn là tịch thu tài sản của Nga gửi cho Ukraine hết và đã có rất là nhiều vị thượng nghị sĩ ở tại Hoa Kỳ đã đưa lên cái kiến nghị này đã bàn thảo vào từ tháng 4 vừa qua đến tháng 9 vẫn chưa xong và bây giờ thì họ đã nói rằng là đến lúc chúng ta bắt buộc phải tăng tốc độ và đưa ra cái chiến lược này lên tòa án và sửa lực để chúng ta có thể tịch thu tài sản của nga trong đó có gồm là công ty tập đoàn của nhà nước nga và cả luôn những người tư nhân liên quan đến sự hỗ trợ cho putin đều có thể tịch thu với cái giá trị gần cả trăm tỷ mỹ kim thì họ nói rằng là chúng ta bắt buộc phải làm điều đó vì kinh phí chúng ta cũng không đủ thể giúp Ukraine mãi mãi được Và những người này đáng bị trừng phạt Từ đó tới giờ trong lịch sử chưa bao giờ làm việc này hết Chưa bao giờ có làm việc này Nhưng mà gần đây thì đã có rất là nhiều quốc gia đã lên đáng Và kêu gọi sự việc này hãy càng làm càng sớm càng tốt Và Hoa Kỳ là cái quốc gia đang thúc đẩy cái việc này Nếu Hoa Kỳ làm thì Pháp sẽ bắt trước Anh Quốc sẽ bắt trước Italy sẽ bắt trước nhiều quốc gia khác sẽ bắt trước vì họ không cần phải móc tiền túi của họ ra để hỗ trợ cho khanh mà chỉ cần tịch thu tài sản của nga để mà hỗ trợ lấy tiền của nga để đánh với nga cái này mới hay cái này là nguyên chờ cái giai đoạn này nó còn lâu quá thì khi ông nga ổng nghe được cái thông tin là mỹ có thể trong những ngày kế tiếp sẽ lấy tiền và tịch thu tài sản của nga thì ông ngang ngay lập tức nổi cơn điên thịnh nộ Và cho rằng Hoa Kỳ là kẻ cướp Kẻ cướp Mà cái hành động của Hoa Kỳ Sẽ bị Nga trừng phạt Và đối đầu với những sự đe dọa tấn công của Nga Thì uh, Nguyên không biết ai cướp các quý vị Ai cướp Nguyên, Nguyên thấy rất là hợp lý Ông tiêu quỷ nhà cửa Giết người dân Uy Khanh Biết bao nhiêu dân thường đã tử vong biết bao nhiêu kiến trúc cổ của Uy Khanh, đường xá của Uy Khanh, sân bay của Uy Sen, hạ tầng của Uy Khanh đã bị tiêu hủy. Phải lấy tiền của ông để bù đắp lại chứ. Bây giờ tự nhiên kêu mấy ông châu Âu, kêu mấy ông Mỹ, Canada, người ta hy sinh hoài sao được. Khi tiền của cái ông nó đang nằm ở y ở đó. Tài sản của ông trong băng quốc tế nó nằm y ở đó. Tại sao không lấy nó ra để mà cung đắp lại cho Uy Khanh? Cái chuyện nó rất là hợp lý mà. Đối với Nguyên nó rất là hợp lý mà Nguyên quan nghênh cái điều đó Nhưng mà tiếc thay hiện bây giờ mới mới bước đi một bước một là nó còn nhiều giai đoạn lắm Nó còn phải sửa theo lực pháp của Hoa Kỳ Rồi nó còn phải bỏ phiếu ở tại quốc hội Xong xuôi đó thì nó mới được thông qua trên chính phủ và mới ký và mới ban thôi Thời gian Nguyên nghĩ ít nhất là phải 6-7 tháng nữa Nhưng mà không sao Nó đã có cái bước đi càng ngày càng gần và càng ngày càng thực thi thì đó là cái vấn đề mà tiền bạc thì tại đất nước pháp thì cái đài mà đài truyền thông của nga đó là đài rt trong những ngày đầu cuộc chiến đó, thì nó vẫn hoạt động nhưng sau đó thì chánh phủ pháp đã không cho nó hoạt động nữa và gần đây thì chánh phủ pháp đã đóng băng tài sản nguyên cái đài này luôn vì pháp cũng bắt trước theo hoa kỳ là chuẩn bị chuẩn bị gom tài sản của nga để mà đóng băng nếu mai mốt này không còn tiền giúp đỡ cho Ukraine nữa Thì bán tài sản của Nga để mà giúp đỡ cho Ukraine Thì Pháp đã đóng băng cái cái đài RT của Nga Của chú anh chị em Thì ông Nga, ông nổi cơn điên Ông nói là Pháp là một cái quốc gia trộm cắp Một quốc gia không hài hòa Và Pháp phải đối đầu với những lệnh trừng phạt tương tự Và Pháp sẽ chuẩn bị sự tấn công của Nga nếu tiếp tục có những hành vi như thế này thì thêm một đất nước Pháp của Nguyên đã bị đe dọa của ngày hôm nay cũng giống như Hoa Kỳ bởi vì đã tịch thu tài sản tạm thời đóng băng chứ không phải tịch thu tạm thời đóng băng tài sản cái đài truyền thông của Nga RT và thì cái điều mà quý thực tế là cái đài truyền thông của họ đều là bịa đặt không thông tin của họ đều là những thông tin bịa đặt và nó chỉ có một chiều và nó chỉ có một chiều của chú và anh chị em và bây giờ Nói về vấn đề này thì cho Nguyên cập nhật vấn đề của trợ trợ giúp một chút xíu Vì chúng ta cũng tiền bạc Thì gần đây nhất thì chính phủ của Đức đó Họ mới phát biểu là họ sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine Một tỷ Một tỷ đô la chính phủ Đức sẽ hỗ trợ thêm cho Ukraine một tỷ đô la Thì nếu mà Nguyên nói là cái số tiền mà Đức đã hỗ trợ cho Ukraine Chắc là khoảng tầm 6 tỷ 6 tỷ nhưng mà Đức mới gửi có 15% số tiền đó thôi Đức thì hứa hẹn nhiều lắm Ông Đức ông hứa nhiều lắm các quý vị Ông hứa đủ thứ hết á à, Ta cho tụi bay xe tan Ta cho tụi bay pháo đài Ta cho tụi bay đạn dược ta sẽ, ta sẽ xây lại hạ tầng cho tụi bay Hứa dữ lắm Ông mới vừa công bố là cho thêm 1 tỷ nữa Cho thêm 1 tỷ nữa Nhưng mà chừng nào cho thì không biết nha Chừng nào cho thì không biết cái đó là hên xui chừng nào cho thì không biết nó không có th... nó không có gì nó không có thời gian nó không có thời gian à, cái điều mà gần đây nhất thì nguyên thấy là nước đức á là họ chậm vô cùng vì cái lãnh vực này nguyên hối tại sao vậy nguyên biết là đức nước nào nó cũng có khó khăn thà chúng ta đừng nói Thí dụ chúng ta có cái kinh cái kinh tế chúng ta nó eo hẹp chúng ta không đủ túi tiền chúng ta cho người ta không được thì đừng có cho người ta một cái hy vọng cho người ta một cái hy vọng rồi cũng giống như gái vậy đó nếu mà mấy cô mà không thích anh này á, thì đừng có cho người ta hy vọng, để cho người ta vẫn đi ăn, đi uống, đi cà phê, đi cà pháo, người ta người ta cua hoài cái cổ người ta dài ra cuối cùng không được gì hết buồn lắm, cái đó nó buồn lắm, cái đó nó đau khổ lắm, thà từ chối người ta từ đầu, xin lỗi anh, không hết, em không thích anh, anh đi chỗ khác chơi, đau một lần rồi thôi, chứ cho người ta cái ti hy vọng, người ta ngủ, người ta ngủ đi ăn thì cũng sách đích đi ăn đó. <laughs> Thì hiện bây giờ ông Đức cũng chơi cái chiêu trò như vậy đó Ông cứ nói là ông sẽ giúp đỡ Ông sẽ công bố, ông cho tiền Nhưng mà không thấy tiền đâu hết á Không thấy tiền đâu hết Không thấy tiền đâu hết Ông cứ nói là ông cứ cho tiền Xe tăng, ông nói ông cho xe tăng Chờ năm 2024 Đầu năm 2024 Tôi diện trợ xe tăng cho Chưa chắc đến năm 2024 Tất nhiên cuộc chiến tranh có thể kéo đến năm 2024 thì không biết là Ukraine có thất thủ chưa hay, hay là cuộc chiến tranh nó đã chấm dứt Ukraine đã thắng hay là năm 2024 nó xảy ra những biến cố gì mà ông viện trợ không được nữa cũng chẳng ai biết nên là cái gì Đức cũng có cam kết và hỗ trợ rất là nhiều nhưng hơi bị chậm à hơi bị chậm của chú và anh chị em thì ông Đức ông nói ông hỗ trợ thêm 1 tỷ cho Ukraine thì mình chờ xem đi chừng nào nó đến chứ bây giờ là nguyên không thấy nó đến nguyên không thấy nó đến về vấn đề của tiền bạc cái quốc gia mà có thể nó là gửi lẹ là mỹ và anh quốc là hai quốc gia gửi lẹ nhất nói là làm hay là ba lan là những quốc gia là họ gửi liền họ nói được là họ làm được còn ông pháp với ông đức là hơi bị chậm hơi bị chậm à, đó là vấn đề sự trợ giúp của phía bên nước đức dành cho riêng biệt trôi khanh và bây giờ Nói về trợ giúp thì cho Nguyên cập nhật của bản tin cũng vui nữa Đó là Hòa Lan, cỡ này Nguyên nói Hòa Lan khá nhiều Thì các vị cũng biết là ngày hôm qua Nguyên chia sẻ với các quý vị đó Là Hòa Lan đó Là cái quốc gia mà gần đây nhất Mà cái Hòa Lan người ta nhỏ lắm, ta có mấy triệu dân nha à? Hòa Lan cái quốc gia ta nhỏ lắm Và Hòa Lan gần đây nhất thì gì Là họ đã muốn gửi máy bay F-16 cho Ukraine Thì trong cái buổi họp vừa qua Thì không có quốc gia nào đồng ý hết nhưng họ vẫn muốn tự động không muốn gửi à, và họ đang thông qua bên quốc hội à, của họ khi bộ trưởng bộ ngoại giao của hòa lan đã muốn gửi cái điều này với bộ trưởng bộ quốc phòng nhưng họ phải đưa ra cái kiến nghị với đồng minh thì đồng minh không ai à, tán thành thì họ nói là chuyện là chuyện của các anh riêng biệt của chúng tôi chúng tôi có thể gửi và chúng tôi có thể đưa qua bên quốc hội để quốc hội đồng ý hay không sau đó thì Hòa Lan họ cam kết là sẽ hỗ trợ cho Ukraine hai hệ thống Patriot. Hai hệ thống Patriot của chú anh chị em. Họ nói bây giờ là bên Mỹ thì các vị cũng biết là Hoa Kỳ đang huấn luyện gần cả trăm binh sĩ sử dụng hệ thống Patriot. Thì phía bên Hòa Lan họ nói là chúng tôi muốn làm việc với bên Đức. Tôi và Đức muốn làm việc cùng nhau để huấn luyện binh sĩ của Ukraine sử dụng hệ thống Patriot và sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ cho ukraine hai hệ thống patriot và tôi kêu gọi những quốc gia nào có hệ thống patriot có thể chia sẻ cho ukraine thì nguyên thấy gần đây nhất thì hòa lan họ đóng một cái vai trò một cái quốc gia nhỏ mà họ đóng một cái vai trò khá lớn và họ hỗ trợ khá nhiều so với cái kinh phí một cái quốc gia nhỏ như thế thì uh, họ làm một sự việc đó là khá là tuyệt vời vì cái hệ thống patriot không phải rẻ và thời gian phải huấn luyện cho lực lượng Ukraine nữa so với một cái quốc gia giống như là Hòa Lan. Thì đó là bản tin cho vấn đề trợ giúp. Trợ giúp. Và bây giờ, cho Huy cập nhật về vấn đề của Liên minh NATO sắp đến của chú anh chị em. Các vị có biết là Liên minh NATO sắp sửa lớn mạnh 30 quốc gia có thể thêm hai quốc gia nữa. Đó là Thị Điển và Phần Lan có thể xác nhập. Những cái vấn đề của Liên minh NATO nó đang bị ở trong một cái giai đoạn bị kẹt ở chỗ chính giữa đó là ông Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đúng ra đó là ngày 27 tây tháng 1 này, Thủ tướng của Thị Điển sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để mà gặp mặt ông Erdogan để mà tìm một biện pháp giải quyết. Thì ngày hôm nay Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối cái sự gặp mặt này và Thổ Nhĩ Kỳ đã diện một cái lý do rằng là tại đất nước Thị Điển ở tại thủ đô Stockholm người dân thị điển đang biểu tình chống đối người thổ nhĩ kỳ. À, các người cũng biết là gần đây nó xảy ra nhiều biến cố ở tại uh, thị điển vì có nhiều nguyên nhân và lý do lắm là người dân thị điển họ bất mãn với cái vấn đề tị nạn đặc biệt là cái cuộc sống ở tại miền bắc đó, họ khá là quyến nói sao họ sống rất là hiền lành họ hiền lành lắm họ là những người tuân theo cái lực lệ rất là nghiêm khắc khi các vị thấy ở bên đan mạch đó cái con cái đường mà đi qua bên đường á họ đi đúng đường đi không mới đi cái làng vẽ đi là đúng chỗ đó họ mới đi và cái đèn đi nó phải là màu xanh dù không có một bóng xe hơi cũng vậy dù không có xe hơi nào chạy hay con đường vắng tanh như cái chùa bà đanh ha à, nhưng họ băng qua đường họ cũng không băng tầm bậy họ phải băng đúng cái đường vẽ và cái đèn đi nó phải xanh mới được dù xung quanh không có xe không có người họ không biết họ giữ cái lập trường như vậy Họ giữ lực lệ nghiêm khắc lắm Nhưng khi những người di dân vào trong đất nước của họ thì không ai giữ lực lệ hết Thì đối với họ nó không quen Rồi xảy ra những sự việc, nhiều sự việc xảy ra Nên tại Thị Điển đã có những sự cuốn đường biểu tình Gần đây nhất thì có hai người, mình kêu là người Ả Rập đó Là tình báo của Nga nữa À, thì cái đó nó dẫn lên nhiều mâu thuẫn ở tại đó nên là có những cái tổ chức mà kêu là cánh hữu họ xuống đường biểu tình chống đối những sự di dân ồ ạt vào trong đất nước của họ thì cho nguyên nói như thế này nè đất nước của họ có quyền làm việc đó đặc biệt là dân số người ta quá ít nguyên nói thật sự luôn á làm tránh trị bắt buộc nhiều khi phải ích kỷ bây giờ các quý vị suy nghĩ đi đất nước đan mạch chỉ có 5 triệu 6 triệu dân và bây giờ nếu mà nhận di dân vô 10 triệu Mất nước <laughs> Nếu mà nhận vô di dân vô 10 triệu là mất nước Mất nước Nó đẻ con ra Người đánh mạch họ đẻ một đứa hai đứa Thổ lấy được 4 vợ đẻ lần 10 đứa 15 đứa họ Lấy được bốn bà xã nó đẻ lần 15 đứa Cô chú và anh chị em Rồi dân của nó nó sẽ nhân lên gấp 10 lần Gấp hai 20 lần dân gốc của Đan Mạch hai chục năm sau nó đi bỏ phiếu rồi xong mất nước nên là nhiều khi mình mình nói là người có những người Tây đó họ 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 bảo vệ văn hóa tiếng nói và đất nước của họ và họ không muốn có nhiều người di dân vào đất nước của họ nó cũng có nguyên nhân và lý do nó cũng nguyên nhân và lý do chứ người Đan Mạch là họ đẻ một hai đứa là họ ngán rồi họ không muốn đẻ nữa nhưng mà phía bên mà Ả Rập đó nó có bốn bà vợ mà theo luật pháp ở trong đất nước thì có một bà vợ thôi nhưng ở bên ở ở Đan Mạch thì một bà vợ ba bà bên kia ở bên kia đẻ con ba bà bên kia bảo lãnh qua thì con của mình mình có quyền bảo lãnh chưa đến 18 tuổi được quyền bảo lãnh qua hết xong con nó qua rồi con nó có quyền bảo lãnh mẹ cuối cùng nguyên gia đình qua hết nguyên gia đình qua hết các vị nguyên gia đình qua hết thì cái điều đó là làm cái điều mà cho cái xã hội ở miền Bắc Âu đó, người ta cũng lo lắng người ta cũng lo lắng và lý do đó thì ông uh, Erdogan đó ông mới làm khó dễ chính phủ của Thụy Điển và ông nói rằng là Thụy Điển kỳ thị dân tộc của ông nên ông không muốn gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao hay là Thủ tướng của Thụy Điển và cái vấn đề Thụy Điển xác nhập vào Liên Minh NATO đang bị cản trở đang bị cản trở. À đó là bản tin thời sự của ngày hôm nay thì bây giờ còn một chút xíu thời gian nguyên nói cho vui nha cái vấn đề mà văn hóa người ta lấy bốn vợ đó là cái chuyện nó cũng rất là bình thường mà đối với mấy cô bên việt nam bây giờ là nó không bình thường nhưng các cô phải biết là ở trên thế giới này có nhiều quốc gia mẫu hệ đàn bà có được nhiều chồng à đàn bà có được nhiều chồng thí dụ ở tại nepal ở tại nepal ở tại người tây tạng Người Tây Tạng, người phụ nữ cũng được có nhiều chồng é à, Các quý vị phải biết là người Tây Tạng không bao giờ người ta hỏi là Ai là ba của mày hết Vì nhiều khi một bà, một bà có tới 4 năm ông Nói ngon là ngon cái chỗ đó <laughs> Người ta chỉ biết mẹ thôi, người ta không biết ba là ai hết Người ta không biết ba là ai hết và có những cái kêu nguyên kêu là nguyên cho nguyên mạng phép là kêu là dân tộc tiểu số Người ta cũng không có hôn thê vợ chồng Người ta cứ gõ cửa mỗi đêm thôi à, Gõ cửa mở Thì mở không mở thì thôi ừ, Không có chồng vợ gì hết à, Thì đó là nguyên nói là Tùy cái văn hóa, tùy cái truyền thống Tùy cái, cái 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 đất nước người ta ở Tất nhiên chúng ta sống ở trong cái giai đoạn văn minh Và chúng ta đi theo một cái giai đoạn mà kêu là Một vợ một chồng và tiếc thay thì chưa chắc là cuộc đời ai nó cũng đi đến cuối con đường thì người ta mới cho chúng ta cái vấn đề ly dị nữa mà à, nếu không được thì còn một lựa chọn khác đó là bản tin của ngày hôm nay và chúng ta cho nguyên chúc lời tết vì nguyên lạnh quá lạnh quá à. cái chương trình uh, chương trình sau thì nguyên sẽ làm những cái không khí vui hơn một chút xíu uh, và nguyên cũng muốn là mục đích là thực tế là bữa nay không muốn đưa tin nhiều vì ngày hôm nay sắp tết rồi nguyên muốn là cái không khí chắc quý vị là người gia đình Nguyên coi các quý vị là người gia đình Vì nó thực tế là dành thời gian cho cha mẹ, anh em hay là bạn bè Nó ít hơn Nguyên dành thời gian cho các quý vị nhiều Một ngày cái đầu óc của Nguyên là mất hết 10 tiếng đồng hồ để mà làm việc Mà trong đó có hai tiếng đồng hồ live stream Rồi những tiếng đồng hồ khác là viết bài Và cái tâm thời gian mà 24 trên 24, 7 trên 7 360 ngày lúc nào Huy cũng lên diễn đàn cùng các quý vị Thì có thể nó là cái sự thân thiện của chúng ta nó rất là thân Tuy rằng chúng ta xa cách phương trời khác nhau Cũng chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời Nhưng thực tế chúng ta gần gũi với nhau rất là nhiều Và các quý vị đã nhìn cái khuôn mặt của Nguyên Tiếng nói của Nguyên thường xuyên Thì đối với Nguyên các quý vị là người gia đình Thì trong cái không khí Tết Nguyên muốn dành thời gian cho các quý vị Muốn chia sẻ với các quý vị những cái niềm vui Tiếc thay là ở đây không có gì vui cả Không có thấy không khí Tết Thì các quý vị sẽ thấy rằng là Các quý vị đang ngồi được chiếc cái mâm Cùng bạn bè Dài cốc bia Dài củ kiệu Húp vô một cái Vô 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 chúc mừng năm mới là hạnh phúc rồi Vui rồi Vui hơn Nguyên rồi đó <laughs> Vui hơn Nguyên rồi nhưng mà ở đây là như vậy của chú anh chị em ở xứ Bắc Âu là như vậy ở xứ Bắc Âu là nó như vậy nó cũng trở thành cái thói quen hình như là nhiều năm rồi nguyên chưa biết cái không khí Tết là như thế nào à, vì ở nước ngoài nó không có Tết cho nguyên chúc cho tất cả các cô chú anh chị em năm mới tuyệt vời trên cả tuyệt vời ai chưa có người yêu thì hãy yêu đi vì chưa chắc Putin sẽ cho chúng ta yêu lâu bền đâu hãy cứ yêu đi ai có người yêu thương thì hãy thương đi đó à, hãy thương đi hãy dành thời gian quý báu của mình cho những người mình yêu thương hãy những cái gì mình chưa muốn chưa làm được hãy cố gắng làm đi vì tương lai chưa biết ngày mai như thế nào hãy vui và hãy yêu thương nhau xuân rồi nhớ mong hàm mấy năm lưu lạc xuân về chưa xuân nơi nhìn theo cho mây bạc hồn đông đa bồi hồi quê ơi thương nhớ lắm những mùa xuân ngọc dù xuân nghèo tao loạn Nhưng tình xuân thiết tha Quê ơi thương nhớ lắm Mừng xuân ai yên tiệc Riêng ta còn mãi miết đợi mùa xuân hài hòa đợi hoài sao chưa thấy chỉ thấy mình đơn côi thấy cờ vang vây gọi đàn con yêu bên trời xuân về chưa xuân ơi quê ơi bao giờ mùa xuân được cho nhau ân tình bao giờ đang chín diệt bay về tổ ấm xưa tìm mặt đời đã mất xuân ơi xuân về đợi mùa xuân thai hòa, đợi hoài sao chưa thấy, chỉ thấy mình đơn vôi thấy cờ vàng vây vòi, đàn có yêu bên trời, xuân về chưa, xuân ơi, quê ơi bao giờ nhỉ mùa xuân được hồi sinh quê ơi bao giờ gì người cho nhau ân tình bao giờ đàn chim việt bay về tổ ấm xưa tìm màn đời đã mất xuân ơi xuân về chưa bao giờ đàn chim việt bay về tô ấm xưa phim màn đời đã mất xuân ơi xuân về chưa xuân ơi xuân về